quán triệt sâu sắc quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, việc dân vận rất quan trọng, dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công. Phát huy truyền thống vẻ vang 93 năm công tác dân vận của Đảng, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Cao Bằng và sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, công tác dân vận trên địa bàn tỉnh tiếp tục được đổi mới, tăng cường và đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, động viên nhân dân tích cực thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ và tăng cường sức mạnh của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Theo dòng lịch sử, cách đây 93 năm, sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, từ ngày 14 đến ngày 31 tháng 10 năm 1930 tại Hương Cảng, Trung Quốc, Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ nhất đã thông qua luận cương chính trị, điều lệ Đảng, án nghị quyết về tình hình Đông Dương và nhiệm vụ cần kíp của Đảng. Nghị quyết đã ghi rõ trong các đảng bộ phải tổ chức các ban chuyên môn về các giới vận động như công nhân vận động, nông dân vận động, cộng sản thanh niên vận động, quân đội vận động, mặt trận phản đế. Từ đó ghi dấu ngày ra đời công tác dân vận của Đảng. Ngày 15 tháng 10 năm 1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài báo dân vận đăng trên báo Sự Thật. Nội dung bài báo được coi là cương lĩnh về công tác dân vận của Đảng. Năm 1999, Bộ Chính trị khóa 8 đã quyết định lấy ngày 15 tháng 10 năm 1930 là ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng và chọn ngày 15 tháng 10 hàng năm là ngày dân vận của cả nước. Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương và Ban Dân vận Liên khu 1, tháng 6 năm 1948, Ban Dân vận tỉnh ủy Cao Bằng được thành lập tại xã Đa Thông, nay thuộc huyện Hà Quảng. Đây là sự kiện chính trị đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong công tác lãnh đạo chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh về vận động quần chúng. Sau nhiều lần tách, nhập do yêu cầu nhiệm vụ với các tên gọi Khối Dân vận, Ban Dân vận Mặt trận. Từ ngày 26 tháng 10 năm 1981, Ban Dân vận tỉnh ủy chính thức thống nhất về tên gọi, chức năng, nhiệm vụ. Trải qua các giai đoạn lịch sử, công tác dân vận luôn là một bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, nhà nước với nhân dân. Dân vận là công việc rất quan trọng, là trách nhiệm của mọi đảng viên, mọi cán bộ trong cả hệ thống chính trị, của cả cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang. Có dân vận tốt thì mới huy động được sức mạnh tổng hợp của nhân dân, cùng thực hiện nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ quê hương đất nước. Bác Hồ đã dạy rất sâu sắc là dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công. Thì trong mỗi giai đoạn cách mạng, nhiệm vụ công tác dân vận cũng có những cái điểm khác nhau. Thì trải qua quá trình lâu dài tuyên truyền vận động cách mạng, chiến đấu hy sinh gian khổ, củng cố, xây dựng và phát triển dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, thì tỉnh ta mới có được thành quả như ngày hôm nay. Trong thành quả chung to lớn ấy, có sự đóng góp rất lớn, rất quan trọng của công tác dân vận trong toàn tỉnh. Và trong đó có vai trò không nhỏ của nhiều thế hệ cán bộ làm công tác tham mưu về công tác dân vận ở các cấp trong tỉnh. 75 năm xây dựng và trưởng thành, tổ chức bộ máy tham mưu về công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh Cao Bằng từng bước phát triển hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ tỉnh ủy, trực tiếp là Thường trực tỉnh ủy, Ban Dân vận tỉnh ủy không ngừng nỗ lực hoàn thiện về tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu trong lĩnh vực dân vận, dân tộc, tôn giáo, góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang công tác dân vận của Đảng,
đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của Đảng bộ tỉnh. Cùng với cả nước, những năm qua, công tác dân vận ở Cao Bằng có những chuyển biến tích cực. Công tác dân vận đã có sự đổi mới theo hướng sát cơ sở, gần dân, luôn giữ vững vai trò cầu nối, củng cố và xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Trên cơ sở nắm chắc tình hình nhân dân, Ban Dân vận tỉnh ủy đã chủ động tham mưu cho tỉnh ủy và các ban chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh, ban chỉ đạo tỉnh về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua dân vận khéo, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác vận động quần chúng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong mọi hoạt động, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Các chương trình trọng tâm, các nội dung đột phá để khai thác lợi thế và tháo gỡ điểm nghẽn, nút thắt của tỉnh. Nổi bật là việc nghiên cứu, tham mưu tỉnh ủy ban hành các chỉ thị về tiếp tục lãnh đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo, các quyết định ban hành quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Quyết định ban hành quy định trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp tiếp thu góp ý của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Các đề án tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt khó khăn, biên giới, có đạo trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2016-2020. Công tác cán bộ người dân tộc Mông, Giao, Sán Chỉ, Lô Lô trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025. Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác dân vận chính quyền các cấp tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021. Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác dân vận chính quyền các cấp tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025. Tham mưu cho tỉnh ủy ban hành quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Cao Bằng, quy chế số 04 thay thế cho quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Cao Bằng ban hành kèm theo quyết định số 1833 làm căn cứ thực hiện và nâng cao hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Cao Bằng. Tham mưu triển khai sơ kết, tổng kết các văn bản của Trung ương của tỉnh ủy về công tác vận động quần chúng. Trong công tác dân tộc, tôn giáo, Ban Dân vận tỉnh ủy chủ động tham mưu cho tỉnh ủy, Ban chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh, ban hành các chỉ thị lãnh đạo thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tôn giáo, đấu tranh, ngăn chặn các hiện tượng, hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo truyền đạo trái pháp luật, xây dựng hàng nghìn người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có đạo, cùng với cấp ủy chính quyền, nắm chắc tình hình nhân dân, tuyên truyền đồng bào các dân tộc, đồng bào có đạo, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, chung tay cùng cả nước xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Hệ thống dân vận các cấp đẩy mạnh hoạt động về cơ sở, chủ động nắm tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, xử lý các vấn đề mới, không để xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự. Công tác dân vận chính quyền được quan tâm thực hiện, trọng tâm là đẩy mạnh cải cách hành chính trong quản lý, điều hành của hệ thống chính trị các cấp, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng hợp lý đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số, duy trì và phát huy hiệu quả cơ chế một cửa liên thông, tạo thuận lợi cho cá nhân và tổ chức giải quyết công việc, tập trung nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội, hỗ trợ sinh kế, xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Sau khi các cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng tuyên truyền vận động bà con nhân dân thì như là phát triển kinh tế, rồi là hỗ trợ các con giống, rồi là hỗ trợ làm nhà, được cán bộ đồn biên phòng và cấp trên cũng tặng quà, tặng bò giống, con giống để bà con nhân dân phát triển sản xuất. Qua quá trình tuyên truyền thì chấp hành theo Đảng, pháp luật, nhà nước. Một trong những kết quả nổi bật đó là trong giai đoạn 2013-2023, thực hiện nghị quyết 25 của Ban chấp hành Trung ương khóa 11
về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Hệ thống chính trị các cấp của tỉnh hướng hoạt động về cơ sở, vận động nhân dân tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, tích cực giải quyết các vấn đề khó khăn bức xúc, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, gắn phong trào thi đua dân vận khéo với các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước, xây dựng hơn 8.000 mô hình dân vận khéo trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong đó, 2.831 mô hình dân vận khéo trên lĩnh vực kinh tế, 1.473 mô hình dân vận khéo lĩnh vực xây dựng đảng và hệ thống chính trị, 745 mô hình dân vận khéo trong lĩnh vực an ninh quốc phòng. Từ kết quả của các phong trào thi đua, các cuộc vận động đã xuất hiện ngày càng nhiều mô hình, điển hình dân vận khéo, tạo sự lan tỏa sâu rộng, góp phần vận động quần chúng nhân dân tham gia phát triển kinh tế xã hội, củng cố và xây dựng hệ thống chính trị các cấp, nhất là ở cơ sở ngày càng vững mạnh. Đặc biệt với việc tổ chức hội thi cán bộ dân vận khéo là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa thiết thực với toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhằm tuyên truyền phổ biến sâu rộng các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác dân vận, nâng cao nhận thức trách nhiệm đối với cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu các cơ quan đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị về công tác dân vận, khuyến khích, động viên để từ đó nhân rộng các điển hình, mô hình cách làm dân vận khéo trong thời gian tới. Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ kính yêu về công tác dân vận, với khẩu hiệu đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt. Trên cái cơ sở đó thì chúng tôi đã triển khai một cách toàn diện công tác dân vận nói chung. Đến với hội thi dân vận năm 2023 do tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức với cái ý nghĩa tri ân sâu sắc đối với các hoàn cảnh khó khăn, các cháu hoàn cảnh khó khăn trong khu vực biên giới, cũng như tri ân sâu sắc đối với tình cảm của nhân dân đã đùm bọc chở che đối với lực lượng bộ đội biên phòng trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, với ươm mầm tương lai, với sự phát triển và hạnh phúc, thì chúng tôi đã triển khai thực hiện tốt các cái mô hình chương trình, và tiêu biểu thì là mô hình con nuôi đồn biên phòng. Trong quá trình xây dựng và phát triển, với nỗ lực bền bỉ, sáng tạo của đội ngũ lãnh đạo và cán bộ dân vận các cấp, sự quan tâm sâu sắc của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, sự phối hợp tạo điều kiện thuận lợi của các cấp, các ngành, sự ủng hộ tích cực của mọi tầng lớp nhân dân, hệ thống dân vận của tỉnh Cao Bằng khẳng định được vai trò, vị thế trong xã hội, xứng đáng là cầu nối giữa Đảng, nhà nước với nhân dân. Đất nước ta, tỉnh ta đang ở một giai đoạn phát triển mới. Bám sát nghị quyết đại hội 13 của Đảng, nghị quyết đại hội 19 Đảng bộ tỉnh, toàn tỉnh chúng ta đang tập trung mọi nguồn lực phát huy tối đa các tiềm năng lợi thế của tỉnh để tập trung phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị và củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc ngày càng vững chắc để đưa Cao Bằng chúng ta phát triển nhanh, bền vững. Theo đó, thì đòi hỏi yêu cầu nhiệm vụ về công tác dân vận trong toàn tỉnh cũng rất cao, rất toàn diện. Thì thời gian tới đây, công tác dân vận của tỉnh ta có rất nhiều việc phải làm. Thì trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị phải làm thật tốt ba cái trọng tâm sau đây. Một là tiếp tục phải quán triệt và thực hiện nghiêm nghị quyết số 25 của Trung ương về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, gắn với việc thực hiện tốt quy chế công tác dân vận trong hệ thống chính trị của tỉnh. Từng cơ quan, đơn vị, từng cấp, từng ngành phải làm thật tốt công tác dân vận chính quyền. Dân vận khéo phải đi liền với phát huy dân chủ ở cơ sở. Thứ hai đó là công tác dân vận phải bám sát các nhiệm vụ chính trị, các nhiệm vụ trọng tâm đột phá của tỉnh, của từng địa phương cơ sở. Trước hết, dân vận khéo phải tập trung vào các việc khó, các chương trình dự án lớn, trọng điểm của tỉnh, các chương trình mục tiêu quốc gia,
trên địa bàn, chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà rột nát vân vân, để tạo ra cho được sự đồng thuận cao nhất trong nhân dân cùng với cả hệ thống chính trị, để chúng ta có được sức mạnh tổng hợp lớn nhất, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh ở địa phương. Thứ ba đó là phải tiếp tục chăm lo thường xuyên, bồi dưỡng nâng cao phẩm chất, năng lực về mọi mặt cho đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu về công tác dân vận ở tất cả các cấp trong tỉnh. Đây thực sự phải là những người nòng cốt, đi đầu, thực hiện phương châm hành động như Bác Hồ đã dạy, là cán bộ dân vận phải luôn óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói tay làm, là những người đi đầu để nghe dân nói dân hiểu và làm cho dân tin, vân vân. Được như vậy á, chắc chắn là công tác dân vận của tỉnh ta sẽ có hiệu quả to lớn hơn nữa trong thời gian tới đây. Ghi nhận những thành tích đã đạt được trong những năm qua, ngành dân vận tỉnh Cao Bằng và Ban dân vận tỉnh ủy được tặng nhiều phần thưởng và danh hiệu cao quý của Đảng, Nhà nước, các bộ ngành trung ương và của tỉnh. Hàng nghìn cán bộ được Ban dân vận trung ương trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp dân vận. Năm 2013, Ban dân vận tỉnh ủy vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Giai đoạn 2012-2022 đã có 3 lượt cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3, tập thể ban được Ban dân vận Trung ương tặng cờ thi đua xuất sắc giai đoạn 2011-2015. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua năm 2020. Có 20 lượt tập thể, 13 cá nhân được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen. Đó là động lực to lớn để đội ngũ làm công tác dân vận tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được sao. Phát huy truyền thống đạt được, trong thời gian tới, ban tiếp tục tham mưu cho tỉnh ủy, các ban chỉ đạo của tỉnh về công tác dân vận, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau. Một là tiếp tục tuyên truyền quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng về công tác dân vận trong hệ thống chính trị và nhân dân, đặc biệt là chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng về công tác dân vận và các chỉ thị, nghị quyết, đề án chuyên đề về công tác dân vận của Trung ương, của tỉnh ủy. Thứ hai là tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới và luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, góp phần mở rộng dân chủ cơ sở, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Thứ ba, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung và phương thức hoạt động của hệ thống dân vận, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, vận động, tương tác với người dân để tập hợp, thu hút, phát triển đoàn viên, hội viên, xây dựng tổ chức ngày càng vững mạnh, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội theo chỉ thị số 18 của Trung ương. Thứ tư là bám sát cơ sở, nâng cao hiệu quả, nắm và đánh giá dự báo đúng tình hình các tầng lớp nhân dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào theo tôn giáo, các địa bàn trọng điểm, tiềm ẩn các yếu tố phức tạp, kịp thời tham mưu đề xuất với cấp ủy các chủ trương giải pháp về công tác dân vận để đáp ứng yêu cầu tình hình mới, chú trọng là công tác tuyên truyền, vận động và phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và cốt cán trong các tôn giáo. Thứ năm là tiếp tục phát động và đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trọng tâm là vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thực hiện hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình phối hợp công tác giữa ban dân vận với các ban ngành, lực lượng vũ trang trong tỉnh. Thứ sáu, đối với cơ quan của ban dân vận tỉnh ủy là tập trung lãnh đạo chỉ đạo, đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động giỏi,
khuyến khích cán bộ công chức trong cơ quan chủ động sáng tạo trong công tác nghiên cứu, tham mưu đề xuất các giải pháp hữu ích nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu cho tỉnh ủy trong lĩnh vực dân vận, công tác dân tộc, công tác tôn giáo và thực hiện tốt nhiệm vụ của cơ quan thường trực của các ban chỉ đạo về công tác dân vận. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan trung ương và địa phương tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng, đào tạo và trao đổi kinh nghiệm về công tác dân vận, công tác quần chúng để đội ngũ cán bộ dân vận các cấp trong hệ thống chính trị cũng như là cán bộ công chức cơ quan xây dựng cái đội ngũ cán bộ dân vận có năng lực, tâm huyết, trách nhiệm để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Từ thực tiễn, Đảng ta đã khẳng định công tác dân vận luôn là một bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng, góp phần bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, củng cố và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Tự hào với truyền thống vẻ vang 93 năm công tác dân vận của Đảng, 75 năm thành lập Ban Dân vận Tỉnh ủy Cao Bằng, đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận của tỉnh tiếp tục đoàn kết, trách nhiệm, không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng lực vận động quần chúng, làm tốt vai trò là cầu nối quan trọng giữa Đảng với nhân dân, củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, thực hiện tốt phương châm trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân. Cùng với ý chí và quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong giai đoạn phát triển mới, thực hiện hóa khát vọng xây dựng quê hương Cao Bằng trở thành tỉnh năng động, phát triển nhanh và bền vững. Tay nghe chân đi miệng nói tay là